Xin chào bà con, thì hiện tại đoàn công tác của công ty cổ phần HNC Hà Nội thì đang có mặt tại vườn La ở khu vực Cò Nòi. Vườn La hơn 20 năm. Ở khu vực Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La. Vườn Na ở đây thì đã dùng một số các cái dòng sản phẩm tưới đổ gốc và cái dòng thì xử lý cái hiện tượng nấm khuẩn tuyến trùng. Thì ở trên Na thì rất hay bị cái hiện tượng nó bị vàng lá thối rễ ạ. Và cũng có đang bổ sung thêm cái dòng canxi bo cũng như cái dòng HNC16 để bổ sung vào để dưỡng trái. Xin chào bà con. Nào. Mô hình Na này thì là mô hình Na ở khu vực Cò Nòi ở Mai Sơn. Đây thì ở trong đây thì nó bao gồm là một hợp tác xã. Ở trên đây thì là hơn 100 hecta. Thì hiện tại là vườn nhà anh Tứ này thì anh đang canh tác hơn 3 hecta. Sử dụng các cái dòng sản phẩm của bên công ty cổ phần HNC Hà Nội là bắt đầu đang ra trái, nhưng hiện tại bây giờ thì cái hiện tượng nó bị hiện tượng dẹp rất là nhiều. Xin chào anh Đức nhá. Thì trong cái giai đoạn này thì mình có thể bổ sung thêm cái dòng canxi bo cũng như cái dòng HNC16 để làm sao mình tập trung vào cái dưỡng trái, cũng như là mình sẽ phải tiến hành phun lấm cũng như là sâu bệnh định kỳ. Đây. Em chào anh Hưng nha. Vâng anh ạ, đây ở trên này là la dai bình thường thôi anh ạ. La này được cây hơn 20 năm rồi anh ạ. Đây. Hơn 20 năm. Đây. Na này là na dai thôi ạ, chứ không phải là cái dòng na thái đâu. Vì cây này đã được hơn 20 năm rồi. Xin chào bà con. Trái thì như anh trao đổi có quả thì phát triển rất là tốt. Một cân thì cũng có được 3 quả đấy ạ. Mọi người có thể thấy nè, ở đây này, anh chăm bón rất là nhiều cái dòng phân hữu cơ cũng như là đưa cái dòng nấm đối kháng Chicho vào để mình tiến hành tưới bổ sung vào rất là nhiều để cho nó phân giải các cái hợp chất hữu cơ này. Và trong cái quá trình khi mà mình tiến hành mình bón cái dòng phân hữu cơ này, trước đấy thì mình đã phải tiến hành đối với cả cái dòng phân chuồng thì mình sẽ tiến hành mình ủ phân chuồng trong vòng từ 4-5 đến 60 ngày. Thì trong cái quá trình canh tác thì mình phải tiến hành mình bổ sung cái dòng nấm đối kháng Chicho cũng như cái dòng tuyến trình thường, cái dòng tuyến trùng ấy ạ, thường xuyên và định kỳ. Thì để nó sẽ ức chế cái hiện tượng nấm khuẩn tuyến trùng trong đất, tại vì đối với cả cái cây na ấy ạ thì rất là hay bị cái hiện tượng nấm khuẩn tuyến trùng trong đất. Mọi người cũng tiến hành cắt tỉa tán rất là đẹp. Ở đây thì mọi người cũng lắp cái hệ thống tưới nước ấy ạ. Ở đây thì vườn anh Tứ cũng đã lắp cái hệ thống tưới này thì sẽ cung cấp được cái độ ẩm cho cây,
cây nó sẽ không bị khô quá. Và cái thời tiết ngoài miền Bắc này nó đang rất là nắng. Thì bà con có cần tư vấn hỗ trợ gì thì có thể inbox trực tiếp với cả bên em, thì đoàn bên công ty sẽ sắp xếp thời gian qua để tư vấn và hỗ trợ giúp cho mình. Dẹp sáp ở trên cái na thì rất là nhiều, cho nên là mình phải tiến hành phun phòng trừ ngay vào cái giai đoạn mình phun phòng định kỳ ạ. Mình có thể đưa cái dòng cái dòng chất bám dính sinh học của bên công ty HLC mình có thể kết hợp chung vào, cũng như là mình có thể thay đổi luân phiên thuốc ạ. Rất là đẹp. Thì xin chào và hẹn gặp lại bà con tại live stream tiếp theo.